250 tỳ kheo xuất chúng, trong đó nhiều vị đại A La Hán. Ngài Đại Ca Diếp, Ngài Xa Lợi Phất, Ngài Mục Kiên Liên, Ngài Ca Chiết Diên, Ngài Câu Hy La Châu Lợi Ban Đa, Ngài Ly Bà Đa, Ngài A Nan Đa, Ngài La Hầu La Kiều Phạm Ba Đề, Ngài Tân Đầu Lô, Ngài Ký Tân Na, Ngài Ba Câu La Ta Đầu Lâu Đà, và Ngài Nan Đà, các Ngài Bồ Tát Như A Dật Đà, Càn Đà Đề, Văn Thù Sư Lợi Ba Thường Tinh Tân, cùng Sư Pháp Hội Vua Trời Đề Thanh, Ba Hàng Chư Thiên cũng đều có mặt. Bây giờ Đức Phật bảo Xa Lợi Phất hướng về phương Tây, khoảng mười muôn ức cõi nước chư Phật có một thế giới tên là Cực Lạc, giáo chủ là Phật Tiểu A Di Đà, bậc vô lượng quang, bậc vô lượng thọ, Thiện Đàng Thuyết Pháp. Này Xa Lợi Phất, vì sao cõi ấy gọi là Cực Lạc? Dân chúng nước ấy an lạc thái bình, không còn khổ đau. Ngay cả từ khổ còn không có mặt, sống trong an vui, thân tâm thời thời, cho nên cõi ấy gọi là Cực Lạc. Ở cõi nước ấy núi non đất đai, thành quán cung điện, các thứ phương tiện, nhà cửa phố xa, cho đến hàng cây đều nam bảy bao, vàng bạc trân châu, pha lê mã não, lưu ly xà cừ, cho nên cõi ấy gọi là Cực Lạc. Ở cõi Cực Lạc có ao Thất Bà, nước Tam Công Đức chảy hoài không dứt, cá dưới hồ ấy là vàng đá quý, dọc theo bờ hồ có những lối đi với nhiều lâu các cung điện nguy nga, phong cảnh hữu tình trang nghiêm đẹp mắt, hoa sen đâm sắc lớn như bánh xe, nở bay cánh nhụy rực rỡ lạ kỳ, sen xanh anh biết, sen vàng anh dừng, sen đỏ anh hồng, sen trắng anh tuyết, hương thơm tỏa ngát, tinh khiết nhiệm màu, tìm tô cảnh đẹp giúp người nhiếp tâm. Này Xa Lợi Phất, ở cõi Cực Lạc, nhạc chơi réo rắt vang vọng tân xanh, như rời khỏi cảnh hoa mạn Đà La, điểm thêm hương sắc dân chung cõi này, thường nhặt hoa ấy vận sức thần thông, bay khắp mười phương cúng dường chư Phật. Chưa về một quốc ăn trong tình thức, xong rồi kinh hành
từng bước thành thơi này xa lợi phân ở cõi cực lạc. Có nhiều chim quý xa lợi anh thu bạch hạc cộng tước ca lăng cần già và chim cộng mạng ngày đêm hót vang. Gió bông vi diệu bay bồ đề phân tóm con đường thanh giúp người nhiếp tâm niệm Phật pháp tăng trở về tình thương. Bày xa lời phân ở cõi cực lạc, gió nhẹ nhẹ bay sau đồng hàng cây, màn lưới lung lay tạo ra âm hưởng. Du dương trầm bằng vi diệu khôn cùng, cũng như trăm ngàn các loài nhạc cụ hòa tấu một lần giúp cho người nghe. Giới cực lạc với nhiều công đức trang nghiêm đặc sắc. Xa lời Phật ông hãy nghĩ xem, vì sao Đức Phật hiểu A Di Đà sở dĩ như vậy? Vì Đức Phật ấy là vô lượng quang chiếu soi khắp cùng thế giới mười phương, ngay cả thành quách không thể ngăn cách, không thể hạn lượng. Bày xa lời Phật, họ mang của Phật và hàng thanh chung ở cõi Tây Phương dài lâu. Này xa lời Phật Đức A Di Đà, từ khi thành Phật cho đến ngày nay đã hơn mười kiếp không ngừng hóa độ, giúp cho mọi người đều được chứng đắc quả vị duyên giác thanh văn. Này xa lời Phật, người sanh cõi Phật cực lạc Tây Phương không còn vấn vương, dục lạc thế gian não phiền đã dứt. Nước bất thoái truyền trong đó có vị đã được thăng tiên làm Phật tương lai, nhưng vì như vậy số không thể đến. Ngày xa lời Phật, do vậy khi nghe danh Phật Di Đà, tất cả các vị hãy nên nhiễm tâm phát nguyện vãng sanh Tây Phương cực. Cận thanh văn và A La Hán tròn đầy chi đức. Này xa lời Phật, những kẻ thiêu phước chướng nặng nghiệp dày, lòng tin dễ lay sẽ không dễ gì sinh về cõi ấy. Này xa lời Phật, bán thì hãy chuyên cần cởi lòng khát khao.
thánh trung hà sa, giang tay tìm dân kiến đường vãng sanh. Này xa lời Phật, vì nhìn thấy được đời là hà sa, do niệm Di Đà ta khuyên các vị hãy nên chuyên tâm niệm Phật vãng sanh. Này xa lời Phật, khi ta tán dương Phật A Di Đà thì ở mười phương các đức Phật khác nhiều như số cát. Thiên lưỡi đặc biệt đồng thanh dạy khuyên chúng sanh các cõi nên tin kinh này, kinh mà các Phật tam thán hộ niệm. Sở dĩ như thế là vì bất cứ người nam hay nữ biết được kinh này và danh hiệu Phật thọ trì hết lòng, chánh niệm tỉnh thức chuyên tâm niệm Phật, thì những người ấy chư Phật hộ trì cho đến khi được giác ngộ vô thượng. Vì thế các vị tin lời ta nói như chư Phật nói. Này xa lời Phật, ai đã phát nguyện hoặc đang phát nguyện hoặc sẽ phát nguyện sanh về cực lạc, thì ngay lúc nguyện đã đường bất thoái và đã có mặt tại cực lạc rồi. Này xa lời Phật, khi ta tán dương công đức của Phật cực lạc Tây Phương, thì vô số Phật cũng đang ca tụng. Công đức ta dâng, đức Phật tình ca, bậc đại giác ngộ, bậc thầy trời người, bậc khéo giáo hòa, bậc cứu độ đời. Ngài thật hy hữu trong đời năm trường, thế giới mong manh thấy biết sai lầm, chúng sinh căng cường não phiền nghiệp trường. Tuổi thọ ngắn ngủi có thể chứng đạo, lại còn tuyên thuyết pháp môn niệm Phật, mang lại an lạc hạnh phúc không cùng. Nghe Phật giảng xong, ngài xa lời Phật, cùng các Bồ Tát, các A La Hán, các hàng thanh văn tại gia xuất gia, Thiên A Tu La vô cùng hoan hỷ, phát nguyện họ chi chuyên ba kinh này, phát nguyện họ chi chuyên ba kinh này. Thank you.
xa lợi phân, ngài mục kiên liên, ngài ca chiến diên, ngài câu hy la châu lợi ban đa, ngài ly ba đa, ngài a nan đa, ngài la hầu la kiều phạm ba đề, ngài tân đầu lô, ngài ký tân na, ngài ba câu la ta đầu lâu đà, và ngài nan đà các ngài bồ tát như a dật đà càn đà đề, văn thù sư lời ba thường tinh tân, pháp hội vua trời đề thanh, ba hàng chư thiên cũng đều có mặt. Bây giờ đức Phật bảo xa lời phân, hướng về phương Tây khoảng mười muôn ưng, cõi nước chư Phật có một thế giới là Cực Lạc, giáo chủ là Phật, Kiều A Di Đà, bậc vô lượng quang, bậc vô lượng thọ, thiện đang thuyết pháp. Này xa lợi Phật, vì sao cõi ấy gọi là Cực Lạc, dân chúng nước ấy an lạc thái bình, không còn khổ đau. Ngay cả từ khổ còn không có mặt, sống trong an vui thân tâm thời thời, cho nên cõi ấy gọi là Cực Lạc. Từ cõi nước ấy núi non đất đai, thành quanh cung điện các thứ phương tiện, nhà cửa phố xa cho đến hàng cây, đều nam bảy bao vàng bạc trân châu, pha lê mã não lưu ly xà cừ, cho nên cõi ấy gọi là Cực Lạc. Ở cõi Cực có ao thất bà, nước tam công đức chảy hoài công sân, cáo dưới hồ ấy là vàng đá quý, dọc theo bờ hồ có những lối đi với nhiều lâu các cung điện nguy nga, phong cảnh hữu tình trang nghiêm đẹp mắt, hoa sen đâm sắc lớn như bánh xe, nở bay cánh nhụy rực rỡ lạ kỳ, sen xanh anh biết, sen vàng anh dừng, sen đỏ anh hồng, sen trắng anh tuyết, hương thơm tỏa ngát tình khiết nhiệm màu, tìm tô cảnh đẹp giúp người nhiếp tâm. Này xa lợi Phật, ở cõi Cực Lạc, nhạc chơi réo rắt vang vọng tân xanh, như rời khỏi cảnh qua mạn Đà La, điểm thêm hương sắc dân chung cõi này, thường nhặt hoa ấy vận sức thân thông, bay khắp mười phương cúng dường chư Phật, chưa về bồn quốc ăn trong tình thức, xong rồi kinh hành từng bước thành thơi. Này xa lợi Phật, ở cõi Cực Lạc có nhiều chim quý, xa lợi anh cũng bé.
cách thang cộng tước ca lăng tần già và chim cộng mạng ngày đêm hót vang phá băng vi diệu bày bồ đề phân tám con đường thanh giúp người nhiếp tâm niệm phật pháp tăng trở về tình thương bày xa lời phật ở cõi cực lạc gió nhẹ nhẹ bay sau đồng hàng cây màn lưới lung lay tạo ra âm hưởng du dương trầm bằng vi diệu khôn cùng cũng như trăm ngàn các loài nhạc cụ hòa tấu một lần giúp cho người nghe giới cực lạc với nhiều công đức trang nghiêm đặc sắc. Bày xa lời Phật, ông hãy nghĩ xem vì sao Đức Phật hiểu A Di Đà sở dĩ như vậy vì Đức Phật ấy là vô lượng quang chiếu soi khắp cùng thế giới mười phương ngay cả thành quách không thể ngăn cách không thể hạn lương bày xa lời Phật họ mang của Phật và hàng thanh trung ở cõi Tây phương dài lâu ấy hiểu A Di Đà. Này xa lời Phật Đức A Di Đà, từ khi thành Phật cho đến ngày nay đã hơn mười kiếp không ngừng hóa độ, giúp cho mọi người đều được chứng đắc quả vị duyên giác thanh văn Bồ Tát nhiều như số cát không thể kể xiết. Này xa lời Phật, người sanh cõi Phật cực lạc Tây phương không còn vấn vương dục lạc thế gian não phiền đã dứt. Được bất thoái truyền trong đó có vị đã được thăng tiên làm Phật tương lai, nhưng vì như vậy số không thể đến. Ngày xa lời Phật, do vậy khi nghe danh Phật Di Đà, tất cả các vị hãy nên nhiễm tâm phát nguyện vãng sanh Tây phương cực lạc để có cơ hội làm bạn Bồ Tát thân cận thanh văn và A La Hán trọn đầy chi đức. Đầy xa lời Phật, những kẻ thiếu phước chướng nặng nghiệp dày lòng tin dễ lay sẽ không dễ gì sinh về cõi ấy. Này xa lời Phật, bán luận nữ nam muốn được vãng sanh thì hãy chuyên cần cởi lòng khát hương nhớ nghĩ không quên trong vòng một ngày cho đến bảy ngày.
lúc qua đời. Phật A Di Đà, Thánh Trung Hà Sa, giang tay tìm dân kiến đường vãng sanh. Này xa lời Phật, vì nhìn thấy được đời là Hà Sa, do niệm Di Đà ta khuyên các vị hãy nên chuyên tâm niệm Phật vãng sanh. Này xa lời Phật, khi ta tán dương Phật A Di Đà thì ở mười phương các đức Phật khác nhiều như số cát. Thiên lưỡi đặc biệt đồng thanh dạy khuyên chúng sanh các cõi nên tin kinh này, kinh mà các Phật tam thán hộ niệm. Sở dĩ như thế là vì bất cứ người nam hay nữ biết được kinh này và danh hiệu Phật thọ trì hết lòng, chánh niệm tỉnh thức chuyên tâm niệm Phật, thì những người ấy chư Phật hộ trì cho đến khi được giác ngộ vô thượng. Vì thế các vị tin lời ta nói như chư Phật nói. Này xa lời Phật, ai đã phát nguyện hoặc đang phát nguyện hoặc sẽ phát nguyện sanh về cực lạc, thì ngay lúc nguyện đã được bất thoái và đã có mặt tại cực lạc rồi. Này xa lời Phật, khi ta tán dương công đức của Phật cực lạc Tây Phương, thì vô số Phật cũng đang ca tụng. Công đức ta dâng, đức Phật tình ca, bậc đại giác ngộ, bậc thầy trời người, bậc khéo giao mạc, bậc cứu độ đời. Ngài thật hy hữu trong đời năm trường, thế giới mong manh thấy biết sai lầm, chúng sinh căng cường não phiền nghiệp trường. Tuổi thọ ngắn ngủi có thể chứng đạo, lại còn tuyên thuyết pháp môn niệm Phật, mang lại an lạc hạnh phúc không cùng. Nghe Phật giảng xong, Ngài xa lời Phật, cùng các Bồ Tát, các A La Hán, các hàng thanh văn tại gia xuất gia. Thiên A Tu La vô cùng hoan hỷ, phát nguyện thọ trì chuyên ba kinh này, phát nguyện thọ trì chuyên ba kinh này. Xuất chúng trong đó nhiều vị đại
lời phân. Ngài mục kiên liên, ngài ca chiến diên, ngài câu hy la châu lợi ban đa, ngài ly ba đa, ngài a nan đa, ngài la hầu la kiều phạm ba đề, ngài tân đầu lô, ngài ký tân na, ngài ba câu la ta đầu lâu đà, và ngài nan đà các ngài bồ tát như a dật đà can đà đề, văn thù sư lời ba thường kinh tân. Pháp hội của trời đề thanh, ba hàng chư thiên cũng đều có mặt. Bây giờ Đức Phật bảo xa lời phân, hướng về phương Tây khoảng mười muôn ưng, cõi nước chư Phật có một thế giới là Cực Lạc, giáo chủ là Phật, Kiều A Di Đà, bậc vô lượng quang, bậc vô lượng thọ, thiện đang thuyết pháp. Này xa lợi Phật, vì sao cõi ấy gọi là Cực Lạc? Dân chúng nước ấy an lạc thái bình, không còn khổ đau. Ngay cả từ khổ còn không có mặt, sống trong an vui thân tâm thời thời, cho nên cõi ấy gọi là Cực Lạc. Từ cõi nước ấy núi non đất đai, thành quanh cung điện các thứ phương tiện, nhà cửa phố xa cho đến hàng cây đều nam bảy bao vàng bạc trân châu, pha lê mã não lưu ly xà cừ, cho nên cõi ấy gọi là Cực Lạc. Ở cõi Cực có ao thất bà, nước tam công đức chảy hoài công sân, cá dưới hồ ấy là vàng đá quý, dọc theo bờ hồ có những lối đi với nhiều lâu các cung điện nguy nga, phong cảnh hữu tình trang nghiêm đẹp sen đâm sắc lớn như bánh xe, nở bay cánh nguy rực rỡ lạ kỳ, sen xanh anh biết, sen vàng anh dừng, sen đỏ anh hồng, sen trắng anh tuyết, hương thơm tỏa ngát tình khiết nhiệm màu, tìm tô cảnh đẹp giúp người nhiếp tâm. Này xa lợi Phật, ở cõi Cực Lạc, nhạc chơi réo rắt vang vọng tân xanh, như rời khỏi cảnh qua mạn Đà La, điểm thêm hương sắc dân chung cõi này, thường nhặt hoa ấy vận sức thân thông, bay khắp mười phương cúng dường chư Phật. Chưa về một quốc ăn trong tình thức, xong rồi kinh hành từng bước thành thơi. Này xa lợi Phật, ở cõi Cực Lạc có nhiều chim quý, xa lợi anh cũng bạch hạc cỏ.
tước ca lăng tần già và chim cộc mạng ngày đêm hót vang. Phá băng vi diệu bày bồ đề phân tám con đường thanh giúp người nhiếp tâm niệm Phật pháp tăng trở về tình thương. Xa lời Phật ở cõi cực lạc, gió nhẹ nhẹ bay sau đồng hàng cây, màn lưới lung lay tạo ra âm hưởng. Du dương trầm bằng vi diệu khôn cùng, cũng như trăm ngàn các loài nhạc cụ hòa tấu một lần cho người nghe. Hân hoan vui vẻ niệm Phật pháp tăng, này xa lợi Phật thế giới cực lạc, với nhiều công đức trang nghiêm đặc sắc. Này xa lợi Phật, ông hãy nghĩ xem, vì sao Đức Phật hiểu A-di-đà sở dĩ như vậy? Vì Đức Phật ấy là vô lượng quang chiếu soi khắp cùng thế giới mười phương, ngay cả thành quách không thể ngăn cách, không thể hạn lượng. Này xa lời Phật, thọ mạng của Phật và hàng thanh chúng ở cõi Tây phương dài lâu vô lượng trăm ngàn muôn kiếp, không thể nghĩ bàn, không thể tính đến, hết nạn từ sanh thoát khỏi luân hồi. Do vậy Phật ấy hiểu A Di Đà. Này xa lời Phật, Đức A Di Đà từ khi thành Phật cho đến ngày nay đã hơn mười kiếp không ngừng hóa độ, giúp cho mọi người đều được chứng đắc quả vị duyên giác thanh văn Bồ Tát, nhiều như số cát không thể kể xiết. Này xa lời Phật, người sanh cõi Phật cực lạc Tây phương, không còn vấn vương dục lạc thế gian, não phiền đã dứt. Được bất thoái chuyển trong đó có vị đã được thăng tiên làm Phật tương lai, nhưng vì như vậy số không thể đến. Ngày xa lời Phật, do vậy khi nghe danh Phật Di Đà, tất cả các vị hãy nên nhiễm tâm phát nguyện vãng sanh Tây phương cực lạc, để có cơ hội làm bạn Bồ Tát thân cận thanh văn và A La Hán trọn đầy chi đức. Này xa lời Phật, những kẻ thiếu phước chướng nặng nghiệp dày, lòng tin dễ lay, sẽ không dễ gì sinh về cõi ấy. Này xa lời Phật, bán luận nữ nam muốn được vãng sanh thì hãy chuyên cần cởi lòng khát hương nhớ nghĩ không quên. Trong vòng một ngày cho đến bảy ngày, trong giờ
thiền tinh như vào thiền linh, không còn tán loạn mộng tưởng đạo điên, đạt đường nhất tâm vững trái thành thơ. Đến lúc qua đời Phật A Di Đà, thanh trung hà sa, giang tay tìm dân kiến đường vãng sanh, này xa lời Phật. Vì nhìn thấy được đời là hà sa, do niệm Di Đà, ta khuyên các vị hãy nên chuyên tâm niệm Phật vãng sanh. Phật khi ta tán dương Phật A Di Đà, thì ở mười phương các đức Phật khác nhiều như số cát. Thiên lưỡi đặc biệt đồng thanh dạy khuyên chúng sanh các cõi nên tin kinh này, kinh mà các Phật tam thắng hộ niệm. Sở dĩ như thế là vì bất cứ người nam hay nữ biết được kinh này và danh hiệu Phật thọ trì hết lòng, chánh niệm tỉnh thức chuyên tâm niệm Phật, thì những người ấy chư Phật hộ trì cho đến khi được giác ngộ vô thượng. Vì thế các vị tin lời ta nói như chư Phật nói, đầy xa lời Phật, ai đã phát nguyện hoặc đang phát nguyện hoặc sẽ phát nguyện sanh về cực lạc, thì ngay lúc nguyện đã được bất thoái và đã có mặt tại cực lạc rồi. Này xa lời Phật khi ta tán dương công đức của Phật, cực lạc Tây Phương thì vô số Phật cũng đang ca tụng. Công đức ta dâng đức Phật tịnh ca, bậc đại giác ngộ, bậc thầy trời người, bậc khéo giáo hòa, cứu độ đời. Ngài thật hy hữu trong đời năm trường, thế giới mong manh thấy biết sai lầm, chúng sinh căng cường não phiền nghiệp trường, tuổi thọ ngắn ngủi có thể chứng đạo, lại còn tuyên thuyết pháp môn niệm Phật mang lại an lạc hạnh phúc không cùng. Nghe Phật giảng xong ngài xa lời Phật, cùng các Bồ Tát, các A La Hán, các hàng thanh văn tại gia xuất gia, Thiên A Tu La vô cùng hoan hỷ, phát nguyện thọ trì chuyên ba kinh này, phát nguyện thọ trì chuyên ba kinh này. Do các cô độc phát tâm
350 tỳ kheo xuất chúng, trong đó nhiều vị đại A La Hán. Ngài Đại Ca Diếp, Ngài Xa Lợi Phất, Ngài Mục Kiên Liên, Ngài Ca Chiết Diên, Ngài Câu Hy La Châu Lợi Ban Đa, Ngài Ly Bà Đa, Ngài A Nan Đa, Ngài La Hầu La Kiều Phạm Ba Đề, Ngài Tân Đầu Lô, Ngài Ký Tân Na, Ngài Ba Câu La Ta Đầu Lâu Đà, và Ngài Nan Đà, các Ngài Bồ Tát Như A Dật Đà, Càn Đà Đề. Văn Thù Sư Lời Ba Thường Kinh Tân, cùng Sư Pháp Hội Vua Trời Đề Thanh, và hàng chư thiên cũng đều có mặt. Bây giờ Đức Phật bảo Xa Lợi Phất hướng về phương Tây, khoảng mười muôn ức cõi nước chư Phật có một thế giới tên là Cực Lạc, giáo chủ là Phật Di Đà, bậc vô lượng quang, bậc vô lượng thọ, thiện đang thuyết pháp. Này Xa Lợi Phất, vì sao cõi ấy gọi là Cực Lạc? Dân chúng nước ấy an lạc thái bình, không còn khổ đau. Ngay cả còn không có mặt, sống trong an vui, thân tâm thời thời, cho nên cõi ấy gọi là Cực Lạc. Từ cõi nước ấy núi non đất đai, thành quanh cung điện, các thứ phương tiện, nhà cửa phố xa, cho đến hàng cây đều nam bảy bao, vàng bạc trân châu, pha lê mã não, lưu ly xà cừ, cho nên cõi ấy gọi là Cực Lạc. Ở cõi Cực Lạc có ao Thất Bà, nước Tam Công Đức chảy hoài công sân, cáo dưới hồ ấy là vàng đá quý. Dọc theo bờ hồ có những lối đi, với nhiều lâu các cung điện nguy nga, phong cảnh hữu tình trang nghiêm đẹp mắt. Hoa sen đâm sắc lớn như bánh xe, nở bay cánh nhụy rực rỡ lạ kỳ, sen xanh anh biết, sen vàng anh dừng, sen đỏ anh hồng, sen trắng anh tuyết, hương thơm tỏa ngát, tinh khiết nhiệm màu, tìm tô cảnh đẹp giúp người nhịp tâm. Này Xa Lợi Phất, ở cõi Cực Lạc, nhạc chơi réo rắt vang vọng tân xanh, như rời khỏi cảnh hoa mạn Đà La, điểm thêm hương sắc dân chung cõi này, thường nhặt hoa ấy vận sức thần thông, bay khắp mười phương cúng dường chư Phật. Chưa về bồn quốc ăn trong tình thức, xong rồi kinh hành từng
các cộng tước ca lăng tần già và chim cộng mạng ngày đêm hót vang. Phá băng vi diệu bày bồ đề phân tám con đường thanh giúp người nhiếp tâm niệm Phật pháp tăng trở về tình thương. Xa lời Phật ở cõi cực lạc, gió nhẹ nhẹ bay sau đồng hàng cây, màn lưới lung lay tạo ra âm hưởng. Du dương trầm bằng vi diệu khôn cùng, cũng như trăm ngàn các loài nhạc cụ hòa tấu một lần cho người nghe. Hân hoan vui vẻ niệm Phật pháp tăng, này xa lợi Phật thế giới cực lạc, với nhiều công đức trang nghiêm đặc sắc. Này xa lợi Phật, ông hãy nghĩ xem, vì sao Đức Phật hiểu A-di-đà sở dĩ như vậy? Vì Đức Phật ấy là vô lượng quang chiếu soi khắp cùng thế giới mười phương, ngay cả thành quách không thể ngăn cách, không thể hạn lượng. Này xa lời Phật, họ mang của Phật và hàng thanh chung ở cõi Tây Phương dài lâu vô lượng trăm ngàn muôn kiếp. Không thể nghĩ bàn, không thể tính đến, hết nạn từ sanh thoát khỏi luân hồi. Do vậy Phật ấy hiểu A-di-đà. Này xa lời Phật, Đức A-di-đà từ khi thành Phật cho đến ngày nay đã hơn mười kiếp không ngừng hóa độ, giúp cho mọi người đều được chứng đắc quả vị duyên giác. Thanh Văn Bồ Tát nhiều như số cát không thể kể xiết. Này xa lời Phật, người sanh cõi Phật cực lạc Tây Phương, không còn vấn vương dục lạc thế gian, não phiền đã dứt. Được bất thoái chuyển trong đó có vị đã được thăng tiên làm Phật tương lai, nhưng vì như vậy số không thể đến. Này xa lời Phật, do vậy khi nghe danh Phật Di Đà, tất cả các vị hãy nên nhiếp tâm phát nguyện vãng sanh Tây Phương cực lạc, để có cơ hội làm bạn Bồ Tát thân cận Thanh Văn và A La Hán trọn đầy chi đức. Này xa lời Phật, những kẻ thiếu phước chướng nặng nghiệp dày, lòng tin dễ lay, sẽ không dễ gì sinh về cõi ấy. Này xa lời Phật, bán luận nữ nam muốn được vãng sanh thì hãy chuyên cần khởi lòng khát hương, nhớ nghĩ không quên.
tâm vững trái thành thơ. Đến lúc qua đời Phật A Di Đà, thánh chúng Hà Sa giang tay tìm dân kiến đường vãng sanh. Này xa lời Phật, vì nhìn thấy được đời là Hà Sa do niệm Di Đà, ta khuyên các vị hãy nên chuyên tâm niệm Phật vãng sanh. Này xa lời Phật, khi ta tán dương Phật A Di Đà thì ở mười phương các đức Phật khác nhiều như số cát. Thiên lưỡi đặc biệt đồng thanh dạy khuyên chúng sanh các cõi nên tin kinh này, kinh mà các Phật tam thán hộ niệm. Sở dĩ như thế là vì bất cứ người nam hay nữ biết được kinh này và danh hiệu Phật thọ trì hết lòng, chánh niệm tỉnh thức chuyên tâm niệm Phật, thì những người ấy chư Phật hộ trì cho đến khi được giác ngộ vô thượng. Vì thế các vị tin lời ta nói như chư Phật nói, này xa lời Phật, ai đã phát nguyện hoặc đang phát nguyện hoặc sẽ phát nguyện sanh về Cực Lạc, thì ngay lúc nguyện đã được bất thoái và đã có mặt tại Cực Lạc rồi. Này xa lời Phật, khi ta tán dương công đức của Phật Cực Lạc Tây Phương, thì vô số Phật cũng đang ca tụng. Công đức ta dâng đức Phật tình ca, bậc đại giác ngộ, bậc thầy trời người, bậc khéo giáo hóa, cứu độ đời. Ngài thật hy hữu trong đời năm trường, thế giới mong manh thấy biết sai lầm, chúng sinh căng cường não phiền nghiệp trường. Tuổi thọ ngắn ngủi có thể chứng đạo, lại còn tuyên thuyết pháp môn niệm Phật, mang lại an lạc hạnh phúc không cùng. Nghe Phật giảng xong, ngài xa lời Phật, cùng các Bồ Tát, các A La Hán, các hàng thanh văn tại gia xuất gia. Thiên A Tu La vô cùng hoan hỷ, phát nguyện thọ trì chuyên ba kinh này, phát nguyện thọ trì chuyên ba kinh này. Thank you.
250 tỳ kheo xuất chúng, trong đó nhiều vị đại A La Hán. Ngài Đại Ca Diếp, Ngài Xa Lợi Phất, Ngài Mục Kiên Liên, Ngài Ca Chiết Diên, Ngài Câu Hy La Châu Lợi Ban Đa, Ngài Ly Bà Đa, Ngài A Nan Đa, Ngài La Hầu La Kiều Phạm Ba Đề, Ngài Tân Đầu Lô, Ngài Ký Tân Na, Ngài Ba Câu La Ta Đầu Lâu Đà, và Ngài Nan Đà, các Ngài Bồ Tát Như A Dật Đà, Càn Đà Đề. Văn Thù Sư Lời Ba Thường Tinh Tân, cùng Sư Pháp Hội Vua Trời Đề Thanh, và hàng chư thiên cũng đều có mặt. Bây giờ Đức Phật bảo Xa Lợi Phất hướng về phương Tây, khoảng mười muôn ức cõi nước chư Phật có một thế giới tên là Cực Lạc, giáo chủ là Phật Di Đà, bậc vô lượng quang, bậc vô lượng thọ, Thiện Đàng Thuyết Pháp. Này Xa Lợi Phất, vì sao cõi ấy gọi là Cực Lạc? Dân chúng nước ấy an lạc thái bình, không còn khổ đau. Ngay cả còn không có mặt, sống trong an vui, thân tâm thời thời, cho nên cõi ấy gọi là Cực Lạc. Ở cõi nước ấy núi non đất đai, thành quanh cung điện, các thứ phương tiện, nhà cửa phố xa, cho đến hàng đều nam bảy bao, vàng bạc trân châu, pha lê mã não, lưu ly xà cừ, cho nên cõi ấy gọi là Cực Lạc. Ở cõi Cực Lạc có ao Thất Bà, nước Tam Công Đức chảy hoài công sân, cáo dưới hồ ấy là vàng đá quý. Dọc theo bờ hồ có những lối đi, với nhiều lầu các cung điện nguy nga, phong cảnh hữu tình trang nghiêm đẹp mắt. Hoa sen đâm sắc lớn như bánh xe, nở bay cánh nguy rực rỡ lạ kỳ. Sen xanh anh biết, sen vàng anh dừng, sen đỏ anh hồng, sen trắng anh tuyết, hương thơm tỏa ngát, tinh khiết nhiệm màu, tìm tô cảnh đẹp giúp người nhịp tâm. Này Xa Lợi Phất, ở cõi Cực Lạc, nhạc chơi réo rắt vang vọng, tân xanh như rời khỏi cảnh hoa mạn Đà La, điểm thêm hương sắc dân chung cõi này, thường nhặt hoa ấy vận sức thần thông, bay khắp mười phương cúng dường chư Phật. Chưa về bồn quốc ăn trong tình thức, xong rồi kinh hành
cũng bạch hạc cộng tước ca lăng tần già và chim cộng mạng ngày đêm hót vang gió băng vi diệu bay bồ đề vân tóm con đường thanh giúp người nhiếp tâm niệm phật pháp tăng cực lạc gió nhẹ nhẹ bay sau đồng hàng cây màn lưới lung lay tạo ra âm hưởng du dương trầm bằng vi diệu khôn cùng cũng như trăm ngàn các loài nhạc cụ hòa tấu một lần giúp cho người nghe giới cực lạc với nhiều công đức trang nghiêm đặc sắc. Đầy xa lời Phật, ông hãy nghĩ xem vì sao Đức Phật hiểu A Di Đà sở dĩ như vậy, vì Đức Phật ấy là vô lượng quang chiếu soi khắp cùng thế giới mười phương, ngay cả thành quách không thể ngăn cách, không thể hạn lượng. Này xa lời Phật, họ mang của Phật và hàng thanh trung ở cõi Tây Phương dài lâu. Ấy hiểu A Di Đà. Này xa lời Phật, Đức A Di Đà từ khi thành Phật cho đến ngày nay đã hơn mười kiếp không ngừng hóa độ, giúp cho mọi người đều được chứng đắc quả vị duyên giác thanh văn Bồ Tát nhiều như số cát không thể kể xiết. Này xa lời Phật, người sanh cõi Phật cực lạc Tây Phương không còn vấn vương dục lạc thế gian não phiền đã dứt. Được bất thoái truyền trong đó có vị đã được thăng tiên làm Phật tương lai, nhưng vì như vậy số không thể đến. Này xa lời Phật, do vậy khi nghe danh Phật Di Đà tất cả các vị hãy nên nhiễm tâm phát nguyện vãng sanh Tây Phương cực lạc để có cơ hội làm bạn Bồ Tát thân cận thanh văn và A La Hán trọn đầy chi đức. Đầy xa lời Phật, những kẻ thiếu phước chướng nặng nghiệp dày lòng tin sẽ lay, sẽ không sẽ gì sinh về cõi ấy. Này xa lời Phật, bán luận nữ nam muốn được vãng sanh thì hãy chuyên cần cởi lòng khát hương nhớ nghĩ không quên.
tán loạn, mộng tưởng đạo điên, đạt được nhất tâm vững trái thành thơ. Đến lúc qua đời, Phật A Di Đà, thánh chúng Hà Sa, giang tay tìm dân kiến đường vãng sanh, này xa lời Phật. Vì nhìn thấy được đời là hoa xa, do niệm Di Đà ta khuyên các vị hãy nên chuyên tâm niệm Phật vãng sanh. Này xa lợi Phật, khi ta tán dương Phật A Di Đà thì ở mười phương các đức Phật khác nhiều như số cát. Thiên lưỡi đặc biệt đồng thanh dạy khuyên chúng sanh các cõi nên tin kinh này, kinh mà các Phật tam thán hộ niệm. Sở dĩ như thế là vì bất cứ người nam hay nữ biết được kinh này và danh hiệu Phật thọ trì hết lòng, chánh niệm tỉnh thức chuyên tâm niệm Phật thì những người ấy chư Phật hộ trì cho đến khi được giác ngộ vô thượng. Sẽ phát nguyện sanh về cực lạc thì ngay lúc nguyện đã được bất thoái và đã có mặt tại cực lạc rồi. Này xa lời Phật thì ta tán dương công đức của Phật cực lạc Tây Phương thì vô số phần đang ca tụng. Công đức ta dâng đức Phật tịnh ca, bậc đại giác ngộ, bậc thầy trời người, bậc khéo giáo hóa, bậc cứu độ đời. Ngài thật hy hữu trong đời năm trường, thế giới mong manh thầy biết sai lầm, chúng sinh căng cường não phiền nghiệp trường, tuổi thọ ngắn ngủi có thể chứng đạo, lại còn tuyên thuyết pháp môn niệm Phật mang lại an lạc hạnh phúc không cùng. Nghe Phật giảng xong, Ngài xa lời Phật cùng các Bồ Tát, các A La Hán, các hàng thanh văn tại gia xuất gia, Thiên A Tu La vô cùng hoan hỷ, phát nguyện thọ trì chuyên ba kinh này, phát nguyện thọ trì chuyên ba kinh này. Thank you.
giờ có khoảng 1.250 tỳ kheo xuất chúng, trong đó nhiều vị đại A La Hán. Ngài Đại Ca Diếp, Ngài Xa Lợi Phất, Ngài Mục Kiên Liên, Ngài Ca Chiết Diên, Ngài Câu Hy La Châu Lợi Ban Đa, Ngài Ly Bà Đa, Ngài A Nan Đa, Ngài La Hầu La Kiều Phạm Ba Đề, Ngài Tân Đầu Lô, Ngài Ký Tân Na, Ngài Ba Câu La Ta Đầu Lô Pháp hội của trời đề thanh, ba hàng chư thiên cũng đều có mặt. Bây giờ Đức Phật bảo Xa Lợi Phất hướng về phương Tây, khoảng 10 muôn ức cõi nước chư Phật có một thế giới. Là Cực Lạc Giáo Chủ là Phật, Tiểu A Di Đà Bậc Vô Lượng Quang, Bậc Vô Lượng Thọ Thiện Đang Thuyết Pháp. Này Xa Lợi Phật, vì sao cõi ấy gọi là Cực Lạc? Dân chúng nước ấy an lạc thái bình, không còn khổ đau. Ngay cả từ khổ còn không có mặt, sống trong an vui thân tâm thời thời, cho nên cõi ấy gọi là Cực Lạc. Từ cõi nước ấy núi non đất đai thành quanh cung điện, các thứ phương tiện nhà cửa phố xa cho đến hàng cây đều nam bảy bao vàng bạc trân châu, pha lê mã não lưu ly xà cừ, cho nên cõi ấy gọi là Cực Lạc. Ở cõi Cực có ao thất bà, nước tam công đức chảy hoài công sức, cáo dưới hồ ấy là vàng đá quý, dọc theo bờ hồ có những lối đi với nhiều lâu các cung điện nguy nga, phong cảnh hữu tình trang nghiêm đẹp mắt. Sen đâm xăng lớn như bánh xe, nở bay cánh nhụy rực rỡ lạ kỳ, sen xanh anh biết, sen vàng anh dừng, sen đỏ anh hồng, sen trắng anh tuyết, hương thơm tỏa ngát tình khiết nhiệm màu, tìm tô cảnh đẹp giúp người nhiếp tâm. Này Xa Lợi Phật, ở cõi Cực Lạc nhạc chơi réo rắt vang vọng, tân xanh như rời khỏi cảnh qua Mạn Đà La, điểm thêm hương sắc dân chung cõi này, thường nhặt hoa ấy vận sức thần thông, bay khắp mười phương cúng dường chư Phật. Chưa về bồn quốc ăn trong tình,
cách tha cộng tước ca lăng tần già và chim cộng mạng ngày đêm hót vang gió băng vi diệu bày bồ đề phân tóm con đường thanh giúp người nhiếp tâm niệm phật pháp tăng trở về tình thương bày xa lời phật ở cõi cực lạc gió nhẹ nhẹ bay sau đồng hàng cây màn lưới lung lay tạo ra âm hưởng du dương trầm bằng vi diệu khôn cùng cũng như trăm ngàn các loài nhạc cụ hòa tấu một lần giúp cho người nghe pháp tăng này xa lợi phật thế giới cực lạc với nhiều công đức trang nghiêm đặc sắc này xa lợi phật ông hãy nghĩ xem vì sao đức phật hiểu a di đà sở dĩ như vậy vì đức phật ấy lượng quang chiếu soi khắp cùng thế giới mười phương ngay cả thành quách không thể ngăn cách không thể hạn lượng này xa lời phật họ mang của phật và hàng thanh trung ở cõi tây phương dài lâu ấy hiểu A Di Đà này xa lời phật đức A Di Đà từ khi thành phật cho đến ngày nay đã hơn mười kiếp không ngừng hóa độ giúp cho mọi người đều được chứng đắc quả vị duyên giác thanh văn bồ tát nhiều như số cát không thể kể xiết này xa lời phật người sanh cõi phật cực lạc tây phương không còn vấn vương dục lạc thế gian não phiền đã dứt được bất thoái truyền trong đó có vị đã được thăng tiên làm phật tương lai nhưng vì như vậy số không thể đến này xa lời phật do vậy khi nghe danh phật Di Đà tất cả các vị hãy nên nhiễm tâm phát nguyện vãng sanh tây phương cực lạc để có cơ hội làm bạn Bồ Tát thân cận thanh văn và A La Hán tròn đầy chi đức này xa lời phật những kẻ thiếu phước chướng nặng nghiệp dày lòng tin sẽ lay sẽ không sẽ gì sinh về cõi ấy này xa lời phân bán luận nữ nam muốn được vãng sanh thì hãy chuyên cần cởi lòng khát hương nhớ nghĩ không trong vòng một ngày cho đến bảy ngày
đến lúc qua đời. Phật A Di Đà, Thánh Trung Hà Sa, giang tay tìm dân kiến đường vãng sanh, lạy xa lời Phật. Vì nhìn thấy được đời là Hà Sa, do niệm Di Đà, ta khuyên các vị hãy nên chuyên tâm niệm Phật vãng sanh. Này xa lợi Phật, khi ta tán dương Phật A Di Đà, thì ở mười phương các đức Phật khác nhiều như số cát. Thiên lưỡi đặc biệt đồng thanh dạy khuyên chúng sanh các cõi nên tin kinh này, kinh mà các Phật tam thán hộ niệm. Sở dĩ như thế là vì bất cứ người nam hay nữ biết được kinh này và danh hiệu Phật thọ trì hết lòng, tránh niệm tỉnh thức chuyên tâm niệm Phật, thì những người ấy chư Phật hộ trì cho đến khi được giác ngộ vô thượng. Vì thế các vị tin lời ta nói, như chư Phật nói, đầy xa lời phân, ai đã phát nguyện hoặc đang phát nguyện hoặc sẽ phát nguyện sanh về Cực Lạc, thì ngay lúc nguyện đã được bất thoái và đã có mặt tại Cực Lạc rồi. Này xa lời Phật, khi ta tán dương công đức của Phật Cực Lạc Tây Phương, thì vô số phận cũng đang ca tụng. Công đức ta dâng, đức Phật Thích Ca, bậc đại giác ngộ, bậc thầy trời người, bậc khéo giáo hóa, bậc cứu độ đời. Ngài thật hy hữu trong đời năm trước, thế giới mong manh thấy biết sai lầm, chúng sinh căng cường đạo phiền nghiệp trường. Tuổi thọ ngắn ngủi có thể chứng đạo, lại còn tuyên thuyết pháp môn niệm Phật, mang lại an lạc hạnh phúc không cùng. Nghe Phật giảng xong, Ngài xa lời Phật cùng các Bồ Tát, các A La Hán, các hàng thanh văn tại gia xuất gia. Thiên A Tu La vô cùng hoan hỷ, phát nguyện thọ trì chuyên ba kinh này, phát nguyện thọ trì chuyên ba kinh này. Trong đó nhiều vị
điều phạm ba đề, ngài tân đầu lô, ngài ký tân na, ngài ba câu la ta đầu lâu đà, và ngài nan đà các ngài bồ tát như a dật đà can đà đề, văn thù sư pháp hội của trời đề thanh, ba hàng chư thiên cũng đều có mặt. Bây giờ Đức Phật bảo xa lời Phật, hướng về phương Tây khoảng mười muôn ức cõi nước chư Phật có một thế Di-đà, bậc vô lượng quang, bậc vô lượng thọ, thiện đang thuyết pháp. Này xa lợi Phật, vì sao cõi ấy gọi là cực lạc, dân chúng nước ấy an lạc thái bình, không còn khổ đau. Ngay cả còn không có mặt, sống trong an vui, thân tâm thời thời, cho nên cõi ấy gọi là cực lạc. Ở cõi nước ấy núi non đất đai, thành quanh cung điện, các thứ phương tiện, nhà cửa phố xa, cho đến hàng đều nam bảy bao vàng bạc trân châu, pha lê mã não lưu ly xà cừ, cho nên cõi ấy gọi là cực lạc. Ở cõi cực lạc có ao thất bạc, nước tam công đức chảy hoài công sức, dưới hồ ấy là vàng đá quý, dọc theo bờ hồ có những lối đi, với nhiều lâu các cung điện nguy nga, phong cảnh hữu tình trang nghiêm đẹp mắt, hoa sen đâm sắc lớn như bánh xe, nở bay cánh nhụy rực rỡ lạ kỳ, sen xanh anh biết, sen vàng anh dừng, sen đỏ anh hồng, sen trắng anh tuyết, hương thơm tỏa ngát, tinh khiết nhiệm màu, tìm tô cảnh đẹp giúp người nhiếp tâm. Ở cõi cực lạc nhạc chơi réo rắt, vắng vọng tân xanh như rời khỏi cảnh qua mạn Đà La, điểm thêm hương sắc dân chung cõi này, thường nhặt hoa ấy vận sức thần thông, bay khắp mười phương cúng dường chư Phật, chưa về một quốc ăn trong tình thức, xong rồi kinh hành từng bước thành thơi. Này xa lợi Phật, ở cõi cực lạc có nhiều chim quý, xa lợi anh cũng bạch hạc cộng tước, ca lăng tần già và chim cộng mạng, ngày đêm hót vang, gió băng vi diệu bày hồ đề phân, tám con đường thanh giúp người nhiếp tâm,
pháp tăng trở về tình thương. Bày xa lời Phật ở cõi cực lạc, gió nhẹ nhẹ bay sau đồng hàng cây, màn lưới lung lay tạo ra âm hưởng. Du dương trầm bồng đi diệu khôn cùng, cũng như trăm ngàn các loài nhạc cụ hòa tấu một lần, giúp cho người nghe hân hoan vui vẻ niệm Phật pháp tăng. Này xa lợi Phật, thế giới cực lạc với nhiều công đức trang nghiêm đặc sắc. Này xa lợi Phật, ông hãy nghĩ xem vì sao Đức Phật hiểu A Di Đà sở dĩ như vậy, vì Đức Phật ấy lượng quang chiếu soi khắp cùng thế giới mười phương, ngay cả thành quách không thể ngăn cách, không thể hạn lượng. Này xa lời Phật, thọ mạng của Phật và hàng thanh chúng ở cõi Tây Phương dài lâu. Ấy hiểu A Di Đà. Này xa lời Phật, Đức A Di Đà từ khi thành Phật cho đến ngày nay đã hơn mười kiếp không ngừng hóa độ, giúp cho mọi người đều được chứng đắc quả vị duyên giác thanh văn Bồ Tát, nhiều như số cát không thể kể xiết. Này xa lời Phật, người sanh cõi Phật cực lạc Tây Phương không còn vấn vương, dục lạc thế gian não phiền đã dứt. Được bất thoái truyền trong đó có vị đã được thăng tiên làm Phật tương lai, nhưng vì như vậy số không thể đến. Này xa lời Phật, do vậy khi nghe danh Phật Di Đà, tất cả các vị hãy nên nhiễm tâm phát nguyện vãng sanh Tây Phương cực lạc, để có cơ hội làm bạn Bồ Tát thân cận thanh văn và A La Hán tròn đầy chi đức. Đầy xa lời Phật, những kẻ thiếu phước chướng nặng nghiệp dày, lòng tin sẽ lay, sẽ không sẽ gì sinh về cõi ấy. Này xa lời Phật, bán luận nữ nam muốn được vãng sanh thì hãy chuyên cần khởi lòng khát hương nhớ nghĩ không quên. Trong vòng một ngày cho đến bảy ngày, trong giờ phút này tâm ý người ấy phải thật thiền tĩnh như vào thiền linh, không còn bao
giang tay tin dân kiến đường vắng xanh này xa lời Phật. Vì nhìn thấy được đời là hoa xa do niệm Di Đà, ta khuyên các vị hãy nên chuyên tâm niệm Phật vãng sanh. Này xa lợi Phật, khi ta tán dương Phật A Di Đà thì ở mười phương các đức Phật khác nhiều như số cát. Thiên lưỡi đặc biệt đồng thanh dạy khuyên chúng sanh các cõi nên tin kinh này, kinh mà các Phật tam thán hộ niệm. Sở dĩ như thế là vì bất cứ người nam hay nữ biết được kinh này và danh hiệu Phật thọ trì hết lòng, chánh niệm tỉnh thức chuyên tâm niệm Phật thì những người ấy chư Phật hộ trì cho đến khi được giác ngộ vô thượng. Vì thế các vị tin lời ta nói như chư Phật nói, đầy xa lời Phật ai đã phát nguyện đang phát nguyện, hoặc sẽ phát nguyện sanh về cực lạc thì ngay lúc nguyện đã được bất thoái và đã có mặt tại cực lạc rồi. Này xa lời Phật thì ta tán dương công đức của Phật số phận cũng đang ca tụng. Công đức ta dâng đức Phật tình ca, bậc đại giác ngộ, bậc thầy trời người, bậc khéo giao mạc, bậc cứu độ đời. Ngài thật hy hữu trong đời năm trước, thế giới mong manh thấy biết sai lầm, chúng sinh căng cường não phiền nghiệp trường, tuổi thọ ngắn ngủi có thể chứng đạo, lại còn tuyên thuyết pháp môn niệm Phật mang lại an lạc hạnh phúc không cùng. Nghe Phật giảng xong ngài xa lời Phật, cùng các Bồ Tát, các A La Hán, các hàng thanh văn tại gia xuất gia, Thiên A Tu La vô cùng hoan hỷ, phát nguyện họ chi chuyên ba kinh này, phát nguyện họ chi ba kinh này. Yeah.
Phật, ngài Mục Kiên Liên, ngài Ca Chiên Diên, ngài Câu Hy La Châu Lợi Ban Đa, ngài Ly Bà Đa, ngài A Nan Đa, ngài La Hầu La Kiều Phạm Ba Đề, ngài Tân Đầu Lô, ngài Ký Tân Na, ngài Ba Câu La Ta Đầu Lô Đà, và ngài Nan Đà, các ngài Bồ Tát Như A Dật Đà, Tàn Đà Ha Đề, Văn Thù Sư Lời Ba Thường Kinh Tân, Pháp Hội Vua Trời Đề Thanh, Ba Hàng Chư Thiên cũng đều có mặt. Bây giờ Đức Phật bảo xa lời Phật, hướng về phương Tây, khoảng mười muôn ức cõi nước chư Phật có một thế giới là Cực Lạc, giáo chủ là Phật, Kiều A Di Đà, bậc vô lượng quang, bậc vô lượng thọ, Thiện Đàng Thuyết Pháp. Này Xa Lợi Phật, vì sao cõi ấy gọi là Cực Lạc, dân chúng nước ấy an lạc thái bình, không còn khổ đau, ngay cả từ khổ còn không có mặt, sống trong an vui thân tâm thời thời, cho nên cõi ấy gọi là Cực Lạc. Từ cõi nước ấy núi non đất đai thành quanh cung điện, các thứ phương tiện, nhà cửa phố xa, cho đến hàng cây đều nam bảy bao, vàng bạc trân châu, pha lê mã não, lưu ly xà cừ, cho nên cõi ấy gọi là Cực Lạc. Ở cõi Cực có ao thất bà, nước tam công đức chảy hoài công sân, cáo dưới hồ ấy là vàng đá quý, dọc theo bờ hồ có những lối đi, với nhiều lâu các cung điện nguy nga, phong cảnh hữu tình trang nghiêm đẹp mắt, hoa sen đâm sắc lớn như bánh xe, nở bay cánh nhụy rực rỡ lạ kỳ, sen xanh anh biết, sen vàng anh dừng, sen đỏ anh hồng, sen trắng anh tuyết, hương thơm tỏa ngát, tình khiết nhiệm giúp người nhiếp tâm. Này Xa Lợi Phật, ở cõi Cực Lạc, nhạc chơi réo rắt vang vọng tân xanh, như rời khỏi cảnh qua Mạn Đà La, điểm thêm hương sắc, dân chúng cõi này thường nhặt hoa ấy, vận sức thần thông bay khắp mười phương cúng dường chư Phật. Chưa về một quốc ăn trong tình thức, xong rồi kinh hành từng bước thành thơi, này Xa Lợi Phật, ở cõi Cực Lạc có nhiều chim quý, Xa Lợi anh cũng bạch hà
các cộng tước, ca lăng tần già và chim cộng mạng ngày đêm hót vang. Giá băng vi diệu bày bồ đề phân, tám con đường thanh giúp người nhiếp tâm, niệm Phật pháp tăng trở về tình thương. Bày xa lời Phật ở cõi cực lạc, gió nhẹ nhẹ bay sau đồng hàng cây, màn lưới lung lay tạo ra âm hưởng. Du dương trầm bằng vi diệu khôn cùng, cũng như trăm ngàn các loài nhạc cụ hòa tấu một lần, giúp cho người nghe pháp tăng. Này xa lợi Phật, thế giới cực lạc với nhiều công đức trang nghiêm đặc sắc. Này xa lợi Phật, ông hãy nghĩ xem vì sao Đức Phật hiểu A Di Đà sở dĩ như vậy, vì Đức Phật ấy lượng quang chiếu soi khắp cùng thế giới mười phương, ngay cả thành quách không thể ngăn cách, không thể hạn lượng. Này xa lời Phật, họ mang của Phật và hàng thanh trung ở cõi Tây Phương dài lâu. Này xa lời Phật, Đức A Di Đà từ khi thành Phật cho đến ngày nay đã hơn mười kiếp không ngừng hóa độ, giúp cho mọi người đều được chứng đắc quả vị duyên giác thanh văn. Này xa lời Phật, người sanh cõi Phật cực lạc Tây Phương không còn vấn vương, dục lạc thế gian não phiền đã dứt, được bất thoái chuyển trong đó có vị đã được thăng tiên làm Phật tương lai, nhưng vì như vậy số không thể đến. Này xa lời Phật, do vậy khi nghe danh Phật Di Đà, tất cả các vị hãy nên nhiếp tâm phát nguyện vãng sanh Tây Phương cực lạc, có cơ hội làm bạn Bồ Tát thân cận thanh văn và A La Hán tròn đầy chi đức. Này xa lời Phật, những kẻ thiếu phước chướng nặng nghiệp dày, lòng tin dễ lay sẽ không dễ gì sinh về cõi ấy. Chuyên cần cởi lòng khát hương nhớ nghĩ không quên, thực tâm quán niệm nhất tâm.
ấy phải thật yên tĩnh như vào thiền định, không còn tán loạn mộng tưởng đạo điên, đạt được nhất tâm vững trái thành thơi. Đến lúc qua đời Phật A Di Đà, thánh chúng hà sa giang tay tìm dân kiến đường vãng sanh, này xa lời Phật. Vì nhìn thấy được đời là hà sa do niệm Di Đà, ta khuyên các vị hãy nên chuyên tâm niệm Phật vãng sanh. Phật khi ta tán dương Phật A Di Đà, thì ở mười phương các đức Phật khác nhiều như số cát. Thiên lưỡi đặc biệt đồng thanh dạy khuyên chúng sanh các cõi nên tin kinh này, kinh mà các Phật tam thắng hộ niệm. Sở dĩ như thế là vì bất cứ người nam hay nữ biết được kinh này và danh hiệu Phật thọ trì hết lòng, chánh niệm tỉnh thức chuyên tâm niệm Phật, thì những người ấy chư Phật hộ trì cho đến khi được giác ngộ vô thượng. Vì thế các vị tin lời ta nói như chư Phật nói, này xa lời Phật, ai đã phát nguyện hoặc đang phát nguyện hoặc sẽ phát nguyện sanh về cực lạc, thì ngay lúc nguyện đã được bất thoái và đã có mặt tại cực lạc rồi. Này xa lời Phật khi ta tán dương công đức của Phật, cực lạc Tây Phương thì vô số Phật cũng đang ca tụng. Công đức ta dâng đức Phật tịnh ca, bậc đại giác ngộ, bậc thầy trời người, bậc khéo giáo hóa, cứu độ đời. Ngài thật hy hữu trong đời năm trước, thế giới mong manh thấy biết sai lầm, chúng sinh căng cường não phiền nghiệp trường, tuổi thọ ngắn ngủi có thể chứng đạo, lại còn tuyên thuyết pháp môn niệm Phật mang lại an lạc hạnh phúc không cùng. Nghe Phật giảng xong, ngài xa lời Phật cùng các Bồ Tát, các A La Hán, các hàng thanh văn tại gia xuất gia. Thiên A Tu La vô cùng hoan hỷ, phát nguyện họ chi chuyên ba kinh này, phát nguyện họ chi chuyên ba kinh này. Thank you.
250 tỳ kheo xuất chúng, trong đó nhiều vị đại A La Hán. Ngài Đại Ca Diếp, Ngài Xa Lợi Phất, Ngài Mục Kiên Liên, Ngài Ca Chiết Diên, Ngài Câu Hy La Châu Lợi Ban Đa, Ngài Ly Bà Đa, Ngài A Nan Đa, Ngài La Hầu La Kiều Phạm Ba Đề, Ngài Tân Đầu Lô, Ngài Ký Tân Na, Ngài Ba Câu La Ta Đầu Lâu Đà, và Ngài Nan Đà, các Ngài Bồ Tát Như A Dật Đà, Càn Đà Đề. Văn Thù Sư Lời Ba Thường Kinh Tân, cùng Sư Pháp Hội Vua Trời Đề Thanh, Ba Am Chư Thiên cũng đều có mặt. Bây giờ Đức Phật bảo Xa Lợi Phất hướng về phương Tây, khoảng mười muôn ức cõi nước chư Phật có một thế giới, tên là Cực Lạc, giáo chủ là Phật, Kiều A Di Đà, bậc vô lượng quang, bậc vô lượng thọ, Thiện Đăng Thuyết Pháp. Này Xa Lợi Phất, vì sao cõi ấy gọi là Cực Lạc? Dân chúng nước ấy an lạc thái bình, không còn khổ đau. Ngay cả từ khổ còn không có mặt, sống trong an vui, thân tâm thời thời, cho nên cõi ấy gọi là Cực Lạc. Ở cõi nước ấy núi non đất đai, thành quanh cung điện, các thứ phương tiện, nhà cửa phố xa, cho đến hàng cây đều nam bảy bao, vàng bạc trân châu, pha lê mã não, lưu ly xà cừ, cho nên cõi ấy gọi là Cực Lạc. Ở cõi Cực Lạc có ao Thất Bà, nước Tam Công Đức chảy hoài công sân, cá dưới hồ ấy là vàng đá quý, dọc theo bờ hồ có những lối đi với nhiều lâu các cung điện nguy nga, phong cảnh hữu tình trang nghiêm đẹp mắt, hoa sen đâm sắc lớn như bánh xe, nở bay cánh nhụy rực rỡ lạ kỳ, sen xanh anh biết, sen vàng anh dừng, sen đỏ anh hồng, sen trắng anh tuyết, hương thơm tỏa ngát, tinh khiết nhiệm màu, tìm tô cảnh đẹp giúp người nhiếp tâm. Này Xa Lợi Phất, ở cõi Cực Lạc, nhạc chơi réo rắt vang vọng tân xanh, như rời khỏi cảnh qua Mạn Đà La, điểm thêm hương sắc dân chung cõi này, thường nhặt hoa ấy vận sức thần thông, bay khắp mười phương cúng dường chư Phật, chưa về một quốc ăn trong tình thức, xong rồi kinh hành
cách khác cộng tước ca lăng tần già và chim cộng mạng ngày đêm hót vang gió công vi diệu bày bồ đề phân tóm con đường thanh giúp người nhiếp tâm niệm phật pháp tăng lời Phật ở cõi cực lạc gió nhẹ nhẹ bay sau đồng hàng cây màn lưới lung lay tạo ra âm hưởng du dương trầm bằng vi diệu khôn cùng cũng như trăm ngàn các loài nhạc cụ hòa tấu một lần cho người nghe hân hoan vui vẻ niệm Phật pháp tăng này xa lợi Phật thế giới cực lạc với nhiều công đức trang nghiêm đặc sắc này xa lợi Phật ông hãy nghĩ xem vì sao Đức Phật hiểu A Di Đà sở dĩ như vậy vì Đức Phật ấy là vô lượng quang chiếu soi khắp cùng thế giới mười phương ngay cả thành quách không thể ngăn cách không thể hạn lượng này xa lời Phật họ mang của Phật và hàng thanh trung ở cõi Tây phương dài lâu vô lượng trăm ngàn muôn kiếp không thể nghĩ bàn không thể tính đến hết nạn từ sanh thoát khỏi luân hồi do vậy Phật ấy hiểu A Di Đà xanh cõi Phật cực lạc Tây phương không còn vấn vương dục lạc thế gian não phiền đã dứt được bất thoái truyền trong đó có vị đã được thăng tiên làm Phật tương lai nhưng vì như vậy số do vậy khi nghe danh Phật Di Đà tất cả các vị hãy nên nhiếp tâm phát nguyện vãng sanh Tây phương cực lạc để có cơ hội làm bạn Bồ Tát thân cận thanh văn và A La Hán trọn đầy chi đức đầy xa lời Phật những kẻ thiêu phước chướng nặng nghiệp dày lòng tin sẽ lay sẽ không sẽ gì sinh về cõi ấy này xa lời Phật bán luận nữ nam muốn được vãng sanh thì hãy chuyên cần cởi lòng khát hương nhớ nghĩ không quên thức tâm quán niệm nhất
loạn, mộng tưởng đạo điên, đạt được nhất tâm vững trái thành thơi. Đến lúc qua đời, Phật A Di Đà, thánh chúng Hà Sa, giang tay tìm dân kiến đường vãng sanh, lạy xa lời Phật. Vì nhìn thấy được đời là Hà Sa, do niệm Di Đà, ta khuyên các vị hãy nên chuyên tâm niệm Phật vãng sanh. Lạy xa lời Phật, khi ta tán dương Phật A Di Đà, thì ở mười phương các đức Phật khác nhiều như số cát. Thiên lưỡi đặc biệt đồng thanh dạy khuyên chúng sanh các cõi nên tin kinh này, kinh mà các Phật tam thán hộ niệm. Sở dĩ như thế là vì bất cứ người nam hay nữ biết được kinh này và danh hiệu Phật thọ trì hết lòng, chánh niệm tỉnh thức chuyên tâm niệm Phật, thì những người ấy chư Phật hộ trì cho đến khi được giác ngộ vô thượng. Vì thế các vị tin lời ta nói, như chư Phật nói, đầy xa lời phân, ai đã phát nguyện hoặc đang phát nguyện hoặc sẽ phát nguyện sanh về Cực Lạc, thì ngay lúc nguyện đã được bất thoái và đã có mặt tại Cực Lạc rồi. Này xa lời Phật, khi ta tán dương công đức của Phật Cực Lạc Tây Phương, thì vô số Phật cũng đang ca tụng. Công đức ta dâng, đức Phật tình ca, bậc đại giác ngộ, bậc thầy trời người, bậc khéo giáo hóa, cứu độ đời. Ngài thật hy hữu trong đời năm trước, thế giới mong manh thấy biết sai lầm, chúng sinh căng cường đạo phiền nghiệp trường, tuổi thọ ngắn ngủi có thể chứng đạo, lại còn tuyên thuyết pháp môn niệm Phật, mang lại an lạc hạnh phúc không cùng. Nghe Phật giảng xong, ngài xa lời Phật cùng các Bồ Tát, Hãy subscribe.
giờ có khoảng 1.250 tỳ kheo xuất chúng, trong đó nhiều vị đại A La Hán. Ngài Đại Ca Diếp, Ngài Xa Lợi Phất, Ngài Mục Kiên Liên, Ngài Ca Chiết Diên, Ngài Câu Hy La Châu Lợi Ban Đa, Ngài Ly Bà Đa, Ngài A Nan Đa, Ngài La Hầu La Kiều Phạm Ba Đề, Ngài Tân Đầu Lô, Ngài Ký Tân Na, Ngài Ba Câu La Ta Đầu Lô Pháp hội của trời đề thinh, ba hàng chư thiên cũng đều có mặt. Bây giờ Đức Phật bảo Xa Lợi Phất hướng về phương Tây, khoảng 10 muôn ức cõi nước chư Phật có một thế giới. Là Cực Lạc Giáo Chủ là Phật, Kiều A Di Đà bậc vô lượng quang, bậc vô lượng thọ thiện đang thuyết pháp. Này Xa Lợi Phật, vì sao cõi ấy gọi là Cực Lạc? Dân chúng nước ấy an lạc thái bình, không còn khổ đau. Ngay cả từ khổ còn không có mặt, sống trong an vui thân tâm thời thời, cho nên cõi ấy gọi là Cực Lạc. Ở cõi nước ấy núi non đất đai thành quanh cung điện, các thứ phương tiện nhà cửa phố xa cho đến hàng cây đều nam bảy bao vàng bạc trân châu, pha lê mã não lưu ly xa cử, cho nên cõi ấy gọi là Cực Lạc. Ở cõi Cực có ao thất bà, nước tam công đức chảy hoài công sân, cá dưới hồ ấy là vàng đá quý, dọc theo bờ hồ có những lối đi với nhiều lâu các cung điện nguy nga, phong cảnh hữu tình trang nghiêm đẹp sen đâm xăng lớn như bánh xe, nở bay cánh nguy rực rỡ lạ kỳ, sen xanh anh biết, sen vàng anh dừng, sen đỏ anh hồng, sen trắng anh tuyết, hương thơm tỏa ngát tình khiết nhiệm màu, tìm tô cảnh đẹp giúp người nhiếp tâm. Này Xa Lợi Phật, ở cõi Cực Lạc nhạc chơi réo rắt vang vọng, tân xanh như rời khỏi cảnh qua Mạn Đà La, điểm thêm hương sắc dân chung cõi này, thường nhặt hoa ấy vận sức thần thông, bay khắp mười phương cúng dường chư Phật. Chưa về bồn quốc ăn trong tình
rồi kinh hành từng bước thành thơi, này xa lợi phân ở cõi cực lạc. Có nhiều chim quý xa lợi anh cũng bạch hạc cộng tước ca lăng tần già, và chim cộng mạng ngày đêm hót vàng. Gió băng vi diệu bay hồ đề phân, tám con đường thanh giúp người nhiếp tâm, niệm Phật pháp tăng trở về tình thương. Này xa lời Phật ở cõi cực lạc, gió nhẹ nhẹ bay sau đồng hàng cây, màn lưới lung lay tạo ra âm hưởng. Du dương trầm bằng vi diệu khôn cùng, cũng như trăm ngàn các loài nhạc cụ hòa tấu một lần giúp cho người nghe. Giới cực lạc với nhiều công đức trang nghiêm đặc sắc, xa lời Phật ông hãy nghĩ xem, vì sao Đức Phật hiểu A Di Đà sở dĩ như vậy, vì Đức Phật ấy là vô lượng quang chiếu soi khắp cùng thế giới mười phương, ngay cả thành quách không thể ngăn cách, không thể hạn lượng. Này xa lời Phật, họ mang của Phật và hàng thanh chung ở cõi Tây Phương dài lâu. Này xa lời Phật Đức A Di Đà, từ khi thành Phật cho đến ngày nay đã hơn mười kiếp không ngừng hóa độ, giúp cho mọi người đều được chứng đắc quả vị duyên giác thanh văn. Này xa lời Phật, người sanh cõi Phật cực lạc Tây Phương, không còn vấn vương dục lạc thế gian, não phiền đã dứt. Được bất thoái chuyển trong đó có vị đã được thăng tiên làm Phật tương lai, nhưng vì như vậy số không thể đến. Ngày xa lời Phật, do vậy khi nghe danh Phật Di Đà, tất cả các vị hãy nên nhiễm tâm phát nguyện vãng sanh Tây Phương cực. Cận thanh văn và A La Hán tròn đầy chi đức. Này xa lời Phật, những kẻ thiêu phước chướng nặng nghiệp dày, lòng tin dễ lay, sẽ không dễ gì sinh về cõi ấy. Này xa lời Phật, bán thì hãy chuyên cần
khởi lòng khát thương nhớ nghĩ không quên. Thức tâm quán niệm, nhất tâm bất loạn, trong vòng một ngày cho đến bảy ngày, trong giờ phút này tâm ý người ấy phải thật hiền tình như vào thiền linh, không còn tán loạn mong thương đạo điên, đạt được nhất tâm vững trái thành thương. Đến lúc qua đời Phật A Di Đà, thánh chúng hà sa giang tay tìm dâng kiến đường vãng sanh, này xa lời Phật. Vì nhìn thấy được đời là hà sa do niệm Di Đà, ta khuyên các vị hãy nên chuyên tâm niệm Phật vãng sanh. Này xa lợi Phật, khi ta tán dương Phật A Di Đà thì ở mười phương các đức Phật khác nhiều như số cát. Thiên lưỡi đặc biệt đồng thanh dạy khuyên chúng sanh các cõi nên tin kinh này, kinh mà các Phật tam thán hộ niệm. Sở dĩ như thế là vì bất cứ người nam hay nữ biết được kinh này và danh hiệu Phật thọ trì hết lòng, chánh niệm tỉnh thức chuyên tâm niệm Phật, thì những người ấy chư Phật hộ trì cho đến khi được giác ngộ vô thượng. Vì thế các vị tin lời ta nói như chư Phật nói, đầy xa lời phân ai đã phát nguyện hoặc đang phát nguyện hoặc sẽ phát nguyện sanh về cực lạc, thì ngay lúc nguyện đã được bất thoái và đã có mặt tại cực lạc rồi. Này xa lời Phật thì ta tán dương công đức của Phật, cực lạc Tây Phương thì vô số phận cũng đang ca tụng. Công đức ta dâng đức Phật tình ca, bậc đại giác ngộ, bậc thầy trời người, bậc khéo giáo hóa, cứu độ đời. Ngài thật hy hữu trong đời năm trước, thế giới mong manh thấy biết sai lầm, chúng sinh căng cường đạo phiền nghiệp trường, tuổi thọ ngắn ngủi có thể chứng đạo, lại còn tuyên thuyết pháp môn niệm Phật mang lại an lạc hạnh phúc không cùng. Nghe Phật giảng xong ngài xa lời Phật, cùng các Bồ Tát ba kinh này, ba kinh ta chỉ truyền ba